có nói đến lan đột biến tôi cũng nói đến một số các cái chủng coi của china bao gồm like coi file coi và nay tôi nói đến chia coi chia coi đây là một cái dạng thức mà bọn trung quốc nó khai thác rất nhiều tôi sẽ làm một cái website chia coi vn chúng ta vào đấy tìm hiểu nhé sau đó có website là chia coi com vn chia com vn đây là một website để chúng ta vào đấy để chúng ta bắt đầu vào cái lionhus này để chúng ta đăng nhập và mở một cái tài khoản nhé sau đó tìm hiểu về nó đừng mua gì vội và chờ cái con này nó bắt đầu khai thác đã để chúng ta tìm hiểu về máy đào trong đó chúng ta có thể vào cái siêu thị chúng ta phải hiểu platform là gì chúng ta ấn vào mua ngay là chúng ta vào đây chúng ta tìm hiểu chúng ta ấn vào đây chúng ta phải hiểu rõ chia coi là gì thì tôi có để một cái file ở đây bọn này là bọn Trung Quốc nó sẽ ra một số các cái ngôn từ để chúng ta học đã Đấy, tìm hiểu về nó sau khi tìm hiểu về nó rồi thì chúng ta có thể làm thị trường với nó nhé à, trước mắt chúng ta làm như vậy